có riêng thứ ba các em mới nhớ được. Đặc biệt anh làm cái này là anh đã cố tình là muốn cho cái này đi lên thì tay của mình ấn lên, muốn cho đi xuống thì tay của mình ấn xuống, thế là xong. Cái này tất cả đều như thế, trừ có một cái gạt ngang để như thế này này, ấn lên thì nó đi lên, đây là gạt ngang này, em nhìn thấy nó như chữ F này, ấn lên thì nó đi lên, ấn xuống nó đi xuống. Thế đây là cái mà cái giống như cái khung xe máy bị gù này, giống như cái vành thập tròn này, giống như cái khung xe máy nó bị gù vặn này, thì đấy là gọi gù khung. Thì ta nắn ở đây, đây là cái bộ nắn gù khung này, thì các em ấn xuống thì nó bổ cái đầu xuống, thắt lên thì nó bổ cái đầu lên. Thế bây giờ ta thống nhất với nhau đây là số 1. Thế mọi người đã hiểu luôn, đây là cái vành bị nắn bị quá đà. Dạ. Thì đây cái vành chúng biết đây rồi, chỉ cái đè nó thế thôi là xong. Dạ. Thì các em nhớ đấy là tê to này, tê to là số 3 này, các em đếm lại lần lượt 1, 2, 3. Đấy, ấn lên nó đi lên này. Đó. Rồi, các em để ở dưới đi. Tê to, khi mà không sử dụng ấy thì các em nhớ là bao giờ cũng phải đưa lên hết, nhưng đừng để đưa đến mức độ nó gầm áp như thế này. Đó, không được bao giờ để như thế. Khi cái ben nó đi hết thì người ta gọi là hành trình. Tức là ví dụ nó đi hết rồi, hết hành trình thì mình cố gắng là bảo khách hàng, nói với khách hàng là nháy trả lại cho tôi một tí. Đấy, ví dụ cái này, đó, không cho lên nữa, hết hành trình này. Nó gầm lên thế này thì rất là có hại cho cái phớt ở trong này, thì các em phải nháy nó lên tí. Thế, rồi cất, thế đấy gọi là hết hành trình. Đấy, thì các em nhớ thêm cho anh này, số 1 là gù xoắn, số 2 là gạt ngang, đấy, gạt ngang, số 3 tê to, anh vừa làm tê to đây. Số 4 tê con, tại vì nó có hai cái tê, một cái thì là nhỏ, một cái là to, thì mình gọi là tê to và tê con phải chứ không? Đây là tê con, đó. Anh lắp lại một lần nữa, các em nhớ là hình dung cách lắp lại của anh. Đây tê con đây là các em này, đó, thì gọi là tê con. Đi lên thì nó lên này, ấn tay đi lên đấy, các em thấy nhá, 1, 2, 3, 4 này, trông nó nằm thế này lại tưởng là tê to, nhưng mà vì anh làm cái này nó quá khổ, cho nên là đành phải đề số vào đây vậy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thế như vậy tê con của mình là số 4 này, 1, 2, 3, 4 đây này, lên là nó lên này, đó, ấn xuống là nó xuống này. Đấy, ở giữa là cái hành trình không có gì cả, tự nó về, nhưng mà người thợ nên cầm vào cái tay đấy thì tốt hơn. Tất cả các cái đồ này của sau khi sử dụng xong rồi đều treo vào cái móc này, đều phải treo vào cái móc đấy. Đi lấy cái tê này ra, các em nhìn tay anh lấy ra này, một tay cho vào trước, một tay đỡ ở cái tay dưới này của mình, đó, rồi đưa lên, đó, em lưu ý là như thế, đưa vào cũng vậy, tại vì là khi để máy hết là cái máy của mình để lấy diện tích cho nên nó sát vào tường rồi, nên bắt buộc mình phải lấy vào cái đó. Thế bây giờ mà anh sẽ nắn một cái vành để các em nhìn, các em cho nốt cái đấy ra đi. Trước tiên là một cái vành là mình phải phân biệt cái vành này là nó là cái vành gì đã. Vành này cái là các em phải biết luôn là vành sau. Vành sau cái loại này thì nó sẽ bị hai cái tư thế vênh khác nhau. Một là khi nó va chạm vào đây thì nó vênh là nó bẻ cái đan hoa này đi. Hai là cái lực của nó quá mạnh khiến cho cái lòng trong này này, lòng trong này nó vênh này, làm cho cái lõi này và cái mép này nó không còn đồng tâm được nữa. Thì nhìn cái vành này ta phải hiểu ngay là ta sẽ kiểm tra hai cái. Một là nó vênh cái vành, vênh cái nan hoa này. Hai là nó vênh cái lõi này. Phương pháp kiểm tra thì làm thế nào để kiểm tra được thì tỷ anh sẽ nói về phương pháp đấy. Mỗi một cái kiểu vênh thì nắn một kiểu khác nhau. Đấy là một kiểu vênh. Thế ngoài ra khi va chạm có thể nó lõm cái này xuống, thì bây giờ anh cho vào máy này anh làm cho nó lõm đi. Đây là mình làm cho nó lõm nhá, chứ không phải là tự nhiên nó lõm được như thế. Thì và các em quay như này, các em cũng nói luôn là đây là trong trường hợp nắn quá đà thì các bạn làm như sau. Nắn quá đà, anh nói là nắn quá đà nhá. Các em bao giờ cũng phải lấy hai thăng một để ở dưới là hai cái mép vành kê lên trên gỗ, còn ở bên trên thì ép một mép vành thôi. Lấy hai thăng một là như thế thì nó không bị hỏng ở dưới. Các em nhớ là đây là khi nắn quá đà. Đó, các em đè xuống, các em nhìn nó lõm này. Đó, các
em đã nhìn thấy cái vành nó lõm chưa? Em cố gắng, cái vành này nó rất là cứng, anh chỉ ép thêm tí nữa là vỡ. Loại vành này khi làm cần phải ra nhiệt. Đấy. Loại vành này này thì cần phải ra nhiệt. Ra nhiệt như thế nào thì anh sẽ hướng dẫn các em. Các em có thể để ở trong laptop của anh có cái hình ảnh lõm này rồi. Nhưng cái này em chỉ cần quay sơ thôi, không cần quay kỹ. Anh có một cái lõm rõ ràng cái này để nhìn thấy và anh nắm thẳng nó ra rồi. Để các em cứ yên tâm về như thế. Thế cái đây mà khi lõm như thế thì nó vừa lõm vào này, khi thì đâm ấy, bao giờ cũng thế, nó lõm vào thì cái thịt của nó thừa nó đi đâu, nó bành đành phải vành ra. Tại sao nó vành ra, không bao giờ nó cục vào, vì trong này nó còn có hơi. Cái hơi nó nổ cục hết, thế chỉ hất ra là không bao giờ hất vào. Thế cho chính vì thế mà cái này nó bị là như vậy. Anh sẽ cứ ép cho nó thêm tí nhá, cho vỡ thôi nhá. Vỡ thôi. Cái vành này nó bình tròn đấy mà, vành nó rất chất lượng. Mình để cái này nó ít quá, mình khó nhìn. Con không nên lấy cái vành này làm mẫu để nắn đâu nhé. Vì là nắn này là sẽ đây là các em đã nhìn thấy nó vết trong một bên rồi. Anh không muốn làm một cái vành này nữa, lành nữa là nó sẽ vỡ. Anh không muốn làm nữa. Đó. Bây giờ bắt đầu trước khi nắn thì các em phải phân biệt. Phân biệt cho anh rằng là cái lõi nó là ở dạng gì. Đây là những cái bộ để nắm vành. Anh để hết những cái mà cần thiết để nắm vành. Hai cái này nó có hai cái tính năng khác nhau. Một cái là nó có thể tăng được lên như thế này. Ta làm luôn tăng trước cái này để cho mọi người. Tất cả một sâu này thì ta phải biết là ta lựa chọn. Mình lựa chọn sao là các cái bộ này nó phù hợp với cả cái lõi này. Thế là tôi cắm cái này vào đây, tôi thấy nó vừa thì tôi lấy. Ví dụ như thế, nó là một bộ. Thế còn nếu không có thì cái này nó vào đây nó chật. Thì cho một cái loại vành lỗ to hơn. Hai cái này thì nó đi theo cái loại vành mà có bi. Ở bên trong nó có bi. Thế thì ta sẽ sử dụng cái này. Như vậy là với cái bộ này của ta là vừa đủ. Vừa đủ hết cho các loại vành. Thế nhưng mà ngày nay ta sẽ nắn được cái vành này. Ta chọn được bộ này là bộ. Khách hàng nói chung ấy phải đặt cái tên như mình là hoa tươi thích nắm vành em gửi xe ra thì mới đạt được trình độ. Thế các em phải lưu ý này, khi ăn lấy những khi mà nhìn cái vành như này đưa vào thế đó là nó ôm một mẫu đúng không? Không phân biệt của loại là cái mã số của em là anh khi phân biệt cái này thì ta biết là cái chỗ nào mà ta cần phải nắn. Đây là cái mép mà ta cần phải nắn thì ta sẽ đẩy cửa lên trên. Như vậy cái vành này nó sẽ phân ra làm hai cái hình thức. Bên này là ta gọi là bên lồi, bên này ta gọi là bên lõm. Bên lõm thì tương đương với cả cái kê lồi, bên lồi thì tương đương với cả kê lõm. Đây là kê lõm ta cho hướng dưới, cái con tăng được này chỉ ở bên trên. Có hai đầu, đầu to, đầu nhỏ đấy. Đầu này anh rút được vào đây, còn đầu này anh không rút được vào đây. Thì các em phải lưu ý đầu này sẽ áp vào máy ơ. Còn đầu này sẽ tăng lại trên này. Các thể như vậy. Rồi, cho cái này lên đây. Cái này cứ để đây để đấy. Còn có việc của nó, khi cần mà nó bị cao quá hoặc thấp quá thì người ta có thể sử dụng thêm cái tính năng này nữa. Chỉnh. Ta cứ tạm thời cho nó ở một tư thế trung bình nhất. Thì sau đó ta mới đưa lên. Khi làm vào đây thì nếu như sau này mà khi các em đã bán máy rồi thì các em phải lấy tâm như người ta. Đặt cách lấy tâm như sau. Anh hạ cái này xuống. Hạ cái này xuống. Đó, các em sờ làm sao mà tất cả đều vào giữa. Đó. Ở đằng trước, đằng sau, rồi ở bên trên. Tất cả các cạnh này nó đều nằm ở giữa. Anh cho là như thế này là ở giữa rồi. Thì các em khoanh đến một vòng tròn. Quanh cái vòng tròn ở trên này, sau khi các em quanh cái vòng tròn rồi, nhắc khách hàng. Ăn xuống. Sóc lên, trong đầu, sóc lên trước. Cháu sẽ hướng dẫn cho các bác. Sau khi hướng dẫn thì các bác tự về nhà làm cho cháu cái này. Cháu quanh vào đây một vòng tròn. Đấy. Đến sau khi quanh vòng tròn rồi thì về nhà các bác lấy cái tu. Các em cứ gọi là cái tu, các em đột, bác đột cho cháu ba góc, 1,
hai ba cái. Như vậy từ nay chỉ đi bác cứ đặt cái này đúng vào ba cái điểm chấm đấy là xong. Đấy, thì mình chỉ cần mỗi cái này mình khoanh cho người ta thôi. Thế những cái này tại làm sao tôi không có làm lên trên này, bởi vì là có người người ta không cần. Thế cho nên là thôi kệ, vì khách hàng muốn làm là làm, làm thôi, nhưng mình chỉ hướng dẫn được. Sau khi vào đây rồi ta ép xuống thử cái đã. Như vậy ta ép vào đây, kim bắt buộc khi đã ép cái này xuống và để nắn bài thì kim nó phải chỉ lên con số 100. Đấy, các em phải lưu ý là áp nó phải lên 100, sau đó lấy tay quay vẫn được. Nếu như là các nhà khoa học mà tính toán thì hiện nay ta đang ép vào đây là 12 tấn và tay vẫn quay được cái vành. Đấy, 12 tấn để giữ cái vành để ta bẻ cái này ra thì không có điều gì phải nghĩ nữa. Đấy, vì cái vành này là ta phải nắn cả vênh rồi và nắn cả lõm, cho nên là các em anh quên mất anh chưa đặt cái này vào đây đấy. Anh xin lỗi. Đấy, vì bị trái quay như này. Vì cái này là cả vênh cả lõm cho nên là bắt buộc phải đặt cái này vào đây. Đặt cái vào trong này, có đặt sau cho chú ấy nhá. Thế là sai đấy, nhớ ra chúng phải đặt trước. Đó. Đặt trước đi thì dễ đặt. Đặt sau. Mình không biết là nó có vênh vành hay không, nhưng mình biết là chắc chắn là đã có lõm vành đã. Thì như vậy mình đặt cả hai, cả lõm cả vênh. Đó, nó bị chốt cái này là. Đó, hai cái chốt ở dưới kèm dưới chốt lại. Cái này nắn vênh vành, nhưng mà bây giờ mình chưa nắn vênh vội, vênh sẽ nắn sau cùng. Đấy, thì nắn lõm cho các em phải đặt toàn bộ này lên đây. Bây giờ bắt đầu đến lượt con đi, đúng rồi, cái cạnh thôi. Hôm qua các chú hướng dẫn con rồi, bắt đầu con làm đi. Bác con chỉ ra ở chỗ này tạm thời đã. Rồi ép cái này xuống, không cái này có vẻ vừa ấy vừa sượt đó, thế. Vừa tới thôi. Nữa, nhìn thôi. Có thể còn xoay được cơ. À. Rồi, được rồi. Thế bây giờ con cho cái chân lên trước. Chúng nó hỏng thì xong để con làm tiếp. Nếu để đúng như của con vừa rồi là thế này, bây giờ con làm tiếp. Chưa phải, con bị vừa động tác rồi. Cứ làm lại, chỗ này con nhớ. Con nhớ chưa cần tăng cái đấy. Sau khi cho vào rồi con cho bên. Sau khi cái cho vào đây rồi thì việc đầu tiên là mình phải đưa được cái nốt cái cục bẩy này. Cục này có tác dụng là bẩy cái mép này ra. Nhưng mà lấy cũng đưa vào. Rồi, đúng rồi. Vào đâu cả. Bây giờ mình cần vào cái chỗ mà mình nắn cơ thì đây nó lại chưa vào đâu cả. Như vậy nó còn đang gấp ở dưới, mình phải đưa được cái mép nó vào khe. Chú làm lại cái động tác tay chú ở đây nhá. Và chú chặt ở bên này. Giờ các em nhìn tay anh này, tay cầm bên đây để anh đỡ, anh có thể cho thằng này cao phút lên đây. Tay này có lúc này anh cứ quay về đây để anh nắm cho thằng này lên. Để nó lên rất là dễ. Đó, con hình dung chưa? Đấy, và chú vẫn giữ được cái này. Để tiếp tục bây giờ chúng mình cho xuống. Cho xuống thì các em lưu ý là cái khe này lúc nào phải bật cạnh chạy. Ta ấy thử cái này, ta thấy nó bắt đầu vào mép rồi. Cái này rất quan trọng. Bắt đầu vào mép nhưng nắm như này vẫn chưa được. Nếu mà có ánh sáng tốt hơn đi thì được. Lấy một tí tí nữa, sao cho lúc nào tao cũng nắm là mà nắm vào cái mép cứng này này. Đó, nắm vào cái mép này. Đấy, đây mình còn thấp thêm một tí thôi thì tao lại chỉnh lên tí nữa. Đó.
để đây này nhé, còn cầm cả cái máy bấm quay này. Đúng không? Đây là cầm cả cái máy bấm quay này. Đúng không? Đây là cầm cả máy quay này. Đó. Còn thì đừng xua ra nhiều quá. Ra nhiều quá là rơi. Đấy, được rồi đấy. Đó, chính xác ở đây thôi. Đó. Rồi bây giờ vẫn chỉnh lại tiền tỷ nữa nhé. Rồi nhá. Đó, sau khi rất chuẩn này rồi mình định vị lại, bây giờ bắt đầu mình ra vào cái mép vành là lúc nãy mình bị lõm đó, không ăn thua chỗ lõm này, này nó như món rồi đây kia lõm và đây rồi đó, các em nhìn thấy đến đây nó kịch lại nhá. Đấy, nó kịch lại này, không thể quay được nữa này, ta phải cho vào tí nữa làm sao cho đúng được điểm đó. Ta vẫn còn phải nhìn thấy được. Rồi, để các em nhìn thấy tự nhiên này. Các em nhìn đấy, con cho ánh sáng vào đây. Thế, các em nhìn cái khe nó bé lại này. Muốn cho cái khe nó bé lại hay không thì cái này nâng lên một tí. Các em nhìn đấy, nâng lên này. Thế, quay này, các em nhìn này, nó bé lại này. Đó, cái chỗ bé nhất đấy, dừng lại. Mình lấy cái mình chấm vào đấy. Mình nhìn cái chỗ bé nhất, mình chấm vào đấy. Lỡ bút trắng thì đẹp hơn nhiều. Quay lại điểm giữa của cái này, đây là điểm giữa của nó. Thì trước khi mà người ta sử dụng, người ta chấm vào đấy. Đó. Anh có nhìn thấy chỗ nào không? Có nhìn cả đấy. Chẳng nhìn cả cho hai cái chấm vào nhau. Rồi, rồi. Rồi. Con bắt đầu đi. Đây là con thay chỗ của nó. Tôi nhìn thấy. Sáng kia là được. Anh xong chơi lại. Chính là chú cảm thấy vẫn còn thấp như thế này nhé. Còn phải lên tí nữa. Lên cái này là thành tí nữa cho vào mép. Tay cầm đây. Tay cầm giữ cái trên này. Đấy, giữ cái trên. Một tay giữ cả hai cái. Cái này, cái này. Tay giữ sai đấy, một tay đấy. Đó. Rồi. Có thể cho cái kia là lên. Đã được rồi, coi như xong. Đó. Đấy, khe hở bắt cái đánh cân lên, khe hở bắt lưng. Khe hở lên, đó, ok. Được rồi đấy. Đấy, có thể lạnh giấy tờ làm gì chưa? Lạnh, lạnh, lạnh. Để kệ, em biết không? Đó, đưa lại một đoạn đấy. Có lại đẩy ra mất rồi. Đó. Rồi. Điểm nào lõm nhất nó đấy. Rồi đúng rồi, bây giờ ta vừa quay rồi đó, xong rồi đấy. Đây là ta bắt đầu quyết định bây giờ nắm chưa nào, hay là đợi bút trắng về để ta vạch cho nó đẹp. Thì các em bút trắng về vạch ở đấy thì đẹp lắm, còn phải cầm cân hai cái cân luôn. Này này chuẩn chưa anh Trần, anh này chuẩn. Đây quay là đẹp nhất rồi, đây là quay là nó vào được cái khe của cái vành. Bây giờ đã quay đã phải quay nhiều. Để quay vào, 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 để quay vào,
quay theo cái keo nó hẹp vào dần đấy, quay được cả đây này. Một như thế là đủ rồi đó. Dạ. Thế nhá, thì cháu để quên được cái tư thế đấy, xong chúng tôi thêm một cái nữa, các cháu nhớ ghi vào chú ý này. Cháu để nguyên tư thế đây nhá. Các cháu lưu ý này, khi đối với cái vành mềm thì ta làm như thế này, đến khi tròn thì thôi. Đối với cái vành cứng, cái vành giòn thì ta dùng đèn khò ga khò vào vị trí để ở tư thế căng. Các cháu nhớ là nó là để ở tư thế căng. Gấp sát lên đi, con lên đi. Ờ, để tư thế căng. Rồi, dùng đèn khò ga khò vào vị trí, khò sao cho không cháy sơn. Đấy, để 5 phút khi nguội đi rồi là được. Để các cháu nhớ lưu ý các cái ý khi mình hướng dẫn khách hàng là mình phải nói được cả cái điều đó. Kiểm tra sao cho các khe hở đều nhau là được. Nếu chưa được tiếp tục 7 dần. Còn cứ để như này này thì nó cũng không bị đấy đâu. Đó, còn phải quay được luôn. Đấy, các cháu nhìn thấy nó có cái khe lúc to lúc con không? Lúc to lúc được lúc con không? Đó. Đấy, nếu mà cái khe nào nó bé lại ta lại bẩy trong suốt cả cái quá trình đó, chỗ bé nhất là ta vừa bẩy rồi, thế bây giờ con bẩy tiếp, bẩy đều cả xung quanh. Con đi cái kia xuống rồi, con chỉ đặt lên đấy thôi.
Tí con đập đâu con phải tóm tay vào rồi mà con lại quên rồi. Tăng lên 700. 700. Chắc rồi. Đấy, là có để cái để quay. Làm sao em xóa được cái đoạn đi không? Dạ, được chứ. Được, có người ta cười nữa đó. Chụp cái bên trong kìa. Đó, đúng rồi. Đó. Đó. Rồi rồi. Thế thôi, thế con đập còn gì? Con phải đập. Thật là học mới méo đập cho nó. Đấy để la cho nó phản nó cũng dễ hỏng. Thế chứ chú nói thêm với cả các con một câu nữa nhá. Trong trường hợp đọc này, chúng mày phải được, ghi được lời nói thì rất là tốt. Thì sau này chúng mày nói, trong trường hợp như cái vành này thì cái mép này nó rất là cứng, để không làm sao cả. Nhưng mà nếu như khi cần mà cái mép này nó rất là mềm mà ta đập búa lên đây á, thì nó sẽ bị hỏng cái mép này. Đấy, thì ta dùng một cái mảnh sắt cong, ta đặt vào trong này, lên trong lòng này, sau đó ta mới đập búa lên. Hôm nay ở đây rất tiếc là anh không có mảnh sắt cong. Nè khó. Đã. Họ không hình dung ra được. Thôi thà mình cứ nói mảnh sắt cong là xong. Thằng này nó hình dung ra rồi. Sắt cong là cách nướng là đỡ anh hơn mảnh cây. Các em hình dung ra là nếu mình lập vào cái mép này này thì nó sẽ hỏng cái mép này. Thế cho nên có một mảnh sắt nó cong theo hình này này. Đó. Ví dụ như cái này anh cắt ra chẳng hạn như thế này. Đấy, anh đánh duỗi ra một tí thì là nó cong theo cái mép này. Mình đặt vào đây. Lúc bây giờ mình mới cầm cái búa để mình gõ lên cái mảnh sắt đó. Các em hình dung không? Thì nó chỉ ăn ở cái mép trong này thôi chứ nó không bị hỏng ở ngoài. Đó, thì các em có thể giải thích cho khách hàng như thế. Nhưng theo tớ thì cái đấy chỉ tiểu tiết một người hướng dẫn thôi. Đặt như thế này. Ừ. Đấy. Nghe mình đúng không? Đặt như thế này xong rồi để đóng. Búa đóng xuống. Rồi. Đấy là dùng cho các cái vành mép mềm nhá. Thì nó không bị hỏng cái này, nhưng mà mình phải giải thích được chứ còn là mình chỉ để như thế này thôi người ta cũng chẳng hiểu được cái gì đâu. Thế sau bây giờ con nắn vành vành nhá. Vành vành thì các em cho ánh sáng tập trung vào đằng sau. Vành thì nó có mấy loại vành con biết rồi đấy. Vành lõi và vành vành. Vành lõi mày ơi. Em quay tập trung vào cái kia nhá. Thôi dạ. con để thế làm sao để nhìn cái khe sáng. Dạ. Con rộng cái này ra một chút, hạ xuống để quay được. Rồi. Đấy, thì cái bắt đầu con quay vành đi. Đó, quay vành. Sáng tối bắt đầu tối đất lên. Cần đi đến đá. Nắn mạnh đi con, nắn cho nó phát cho nó vành đi đã. Nắn nhỏ vần thôi. Nắn cho nó vành đi đã. Cái to đẹp lại. Đấy, khi lúc vênh vành ấy thì là như thế. Đấy, chỗ tối mù này, chỗ sáng lên này. Đấy, chỗ sáng lên đó. Thì các con phải chọn cái chỗ tối để các con nắng. Các con chọn chỗ tối để bắt đầu nó tối này. Thì cầm tay vào chỗ bắt đầu tối. Con cầm tay vào chỗ bắt đầu tối đi. Còn quên chú dặn rồi. Rồi, đỡ kiểm tra lại anh lần nữa. Rồi. Chỗ đây tối này, đầu đây bên sáng có nghĩa là nó bị... Rồi. Đấy, thì quay lại đấy. Thế. Đầu ý thì tối, đầu này thì sáng thì chỉ bảy lên cái vành lên là xong. Dạ, bảy vành là xong. Thế còn đầu ý mà tối, mà đầu này cũng tối thì phải kê cái này vào dưới. Kê cái này vào đây, con hình dung chưa? Con phải nhớ từng cái câu chữ một. Đầu ý mà tối, đối diện nó là sáng. Thì mình cứ thế mà bảy. Còn đầu ý mà tối, mà đầu này lại cũng tối thì buộc phải kê cái này vào trong. Dạ, đó, thì có hai cái tạm sao kê vào trong mà tạm sao lại không cần thì dạ. Con phải giải thích được cho khách hàng như thế. Dạ. Nhưng mà trường hợp mập ra là bây giờ cho là mình phải đành xuống cho mình không thể bay lên được hả? Con này mình thấy cái đầu đây chúng ta mình đấu sáng lại nghĩ là nó to lên hoài gì mà to lên đấy kiếm được chưa? Cái đó là sáng này, à, nó sáng rồi đúng không? Vâng, đúng. Đó, nhưng mà bây giờ mình quay lại kiểm tra là đối diện cái đầu đây là cứ nó tối này nó đánh dấu à, đó cái khoảng hở nó ít này đúng không? Trường hợp là đây á là nó không phải vươn vằn mà nó vươn trục đây này, mình lấy mình bay lên nó vươn trục, mình bây giờ là mình lấy mình ép lên, bây giờ có nghĩa là mình lấy ép xuống lại. Bây giờ có cần tới cái này nữa không? Ừ. Cần tới cái này nữa đúng không? Cứ đợi để kiểm tra. Thank you.
chế cũng ngắn ở dưới. Không tới đâu em tăng hết, không tới đâu em kê một cục ngắn ở dưới đâu. Cái điểm kia cái điểm kê hai điểm là đối xứng nhau là xong nhau thì em phải xoay lại cái đuôi sang bên này là chơi đâu đừng xoay thế em xoay thế xoay cả vành lấy lỏng cái này ra lấy lỏng nó ra nhấc cả đuôi sang nó hợp đuôi cái thằng đó kệ nó đúng không đó, căng nó cũng chạm kịch này lúc nắn nháy tay giữ đây khỏi trượt. Rồi, bắt đầu đè xuống, đè nháy thôi nhá, nháy xem mức độ nó xuống nhiều hay ít, nháy một đi một thôi, bỏ ra kiểm tra, quá, sau nha nhớ dặn cái hàm cắt bớt cái cục này đi nó chỉ vừa bằng cái này thôi thì để di chuyển cái cục này nó dễ đúng rồi đúng không giờ nó đỡ vướng thế này.